Life Finance, the world of financial freedom. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Life Finance ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, các mẫu quảng cáo Forest có thể khiến các nhà đầu tư cho rằng đây là một thị trường đầu tư mới mẻ, đầy hấp dẫn. Có những người cho rằng Forest tốt hơn cổ phiếu, bởi vì đồng bẫy trong Forest cao hơn rất nhiều so với cổ phiếu trong thị trường chứng khoán đòn bẩy chỉ dừng lại ở mức tối đa 1.2, có nghĩa là bạn có thể vay 50% giá trị vì thế mà bạn mua vào. Với chứng khoán có mức giá là 1.000 USD, bạn có tối thiểu số vốn là 500 USD, nhưng đối với Forex, bạn có thể sử dụng đòn bẩy 1.50, thậm chí là 1.1.000, lớn hơn rất nhiều so với chứng khoán. Tuy nhiên, đây chỉ là sự hứa hẹn ngọt ngào từ đồng bẩy giao dịch. Chúng ta đều biết rằng, nếu đồng bẩy càng cao thì càng vay được nhiều tiền, khoản lời cũng lớn hơn gấp nhiều lần. Đây thực sự là món hời lớn đối với các nhà đầu tư mạo hiểm. Nhưng trong thực tế, đầu tư Forex có thực sự dễ dàng đến mức như thế hay không? Câu trả lời cho bạn là không. Nếu lợi nhuận dễ dàng đạt được, thế giới sẽ có rất nhiều nhà giao dịch Forex giàu có. Thế vào đó, chúng ta thường bắt gặp nhiều trường hợp có thể kiếm một số món hời lớn từ ban đầu, nhưng sau đó thua gần hết và phải bắt đầu lại từ đầu. Trong thực tế, có nhiều nhà giao dịch dù đã giao dịch nhiều năm nhưng không thể kiếm đủ lợi nhuận để duy trì cuộc sống điều gì đang xảy ra với họ giả sử từ phân tích cơ bản và kỹ thuật bạn biết rằng đồng euro đang tăng giá tuy nhiên kết quả giao dịch của bạn vẫn thua lỗ nguyên nhân là vì điểm dừng lỗ của bạn không chịu nổi sự biến động của thị trường đôi khi bạn vẫn có thể thua lỗ trong vài giao dịch dù phân tích của bạn có thể tuyệt vời và hoàn toàn chính xác Nguyên nhân dẫn đến thua lỗ có rất nhiều, ngay cả khi số lệnh thắng của bạn nhiều hơn lệnh thua, nhưng vì lợi nhuận ít hơn thua lỗ nên kết quả của chúng vẫn là thua. Một số người quản lý vốn với tỷ lệ lời lỗ là 1,11, nghĩa là với cùng một cơ hội giao dịch bạn có thể kiếm được 1,1 USD hoặc mất 1 USD. Những người tham vọng có thể nhắm đến tỷ lệ 3,1, nghĩa là 3 đô la thắng cho mỗi 1 đô la thua lỗ. Nhưng điều này rất khó để có thể đạt được, quy tắc giao dịch và quy tắc quản trị vốn thường tách biệt nhau chỉ vì vậy để nắm vững hoạt động giao dịch chúng ta cần một khoảng thời gian dài hạn có thể bạn đã dành thời gian để lập một kế hoạch hoàn hảo cho việc đầu tư dài hạn nhưng bạn có thể an tâm sử dụng nó và không có bất cứ điều chỉnh gì trong suốt quá trình giao dịch hay không nếu bạn cho rằng không thì chiến lược của bạn rất dễ rơi vào tình trạng thua lỗ bởi vì thị trường liên tục thay đổi. Vì vậy, bạn sẽ cần phải điều chỉnh hệ thống giao dịch phù hợp với các điều kiện thay đổi của thị trường. Nhưng khi bạn đã có một hệ thống giao dịch tốt và bạn có khả năng để tiếp tục thích nghi sửa đổi nó, thì liệu bạn có kỷ luật để thực hiện kế hoạch đó hay không? Giao dịch không nghiêm túc thì sẽ dẫn đến thất bại. Sau khi xem video ngày hôm nay, bạn có thể thấy rằng việc có lợi nhuận từ đầu tư Forex là không hề dễ dàng. Đầu tư Forex có rất nhiều ưu điểm so với các kênh đầu tư khác, nhưng bạn cần phải trang bị cho bản thân đầy đủ kiến thức, đồng thời bạn cũng cần phải biết thiết lập kế hoạch giao dịch phù hợp và giữ vững tâm lý để tránh đưa ra những quyết định sai lầm. Hãy lắng nghe tiếng nói từ lý trí, quản lý danh mục đầu tư tối ưu, đừng mạo hiểm hơn 10% vốn đầu tư của bạn. Chúc các bạn thành công! cảm ơn các bạn đã quan tâm và đồng hành cùng chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại